Hello xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em đang tổng vệ sinh cái lô đẩy công suất của Lando thì tiền thể em sẽ làm cho tất cả các bác một cái video và tất cả những cái tính năng, tất cả những cái nốt ở phía sau của công suất này để các bác có thể nắm được. Có thể là có rất nhiều bác là chơi bao nhiêu năm rồi nhưng những cái nốt gạt như này là vẫn không biết tác dụng của nó là gì và cách đấu nối như thế nào. Đấy thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video rất là chi tiết nhé. Các bác đừng có tua thì các bác nào mà vào xem thì cho em xin nút like một đăng ký kênh và một quả chia sẻ lên cho những anh em khác luôn nhá thì đầu tiên em sẽ đi bên tay trái những cái nút gạt này thì đa số là những con công suất nào nó đều có hoặc là gì ạ nó để mặc định à, có những con nó sẽ là nút gạt có những con sẽ là nút bấm nhưng mà cái 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 tác dụng là của nó sẽ là như nhau các bác nhá từ ví dụ con trên cùng đây là là đây là ví dụ các bác nhìn đây là cái con này là con uh, dơ le. Đấy, dưa le đóng ngắt của con đấy là con đấy nào cũng có. Ví dụ con này nó lồi ra ngoài nhưng cái con dưới đây thì nó lại có dơ le ở đây. Đấy, dơ le ở đây các bác nhé Đó là nguồn. Thì cái nguồn thì các bác có thể nên nhìn vào phía dưới cái dây nguồn này các bác nhìn này. Đó, đó là 220V. Đấy, tức là các bác cung cấp điện 220 uh, cho nó. Con dưới đây thì các bác nhìn này. Đó. Nó là AC mươi v tức là các bác cắm điện 220V trở lên là được. Ok chưa? Còn những con nào nó là 110 thì các bác phải cắm điện 110 Ok chưa? Và cái thứ hai đây là cái con này là cái gọi là new trick để các bác cắm ra loa Thì với những cái dòng đấy thì nó có thể là cắm bằng new trick này Hoặc là cắm bằng... Uh, các bác có thể là đấu dây trực tiếp vào đây Khi các bác đấu dây thì các bác đã biết là đỏ nó sẽ là cộng rồi Và đen nó sẽ là trừ và nó có cả ký hiệu thêm lên cho tất cả các bác này Đó là cộng này, đó là trừ Còn đầu còn lại các bác sẽ đấu ra loa hoặc các bác có đấu thể đấu new trick cắm trực tiếp vào đây New trick thì đâu nó thể hiện ở đâu nó thể hiện ở đây ví dụ là các bác nhìn này đó một cộng này một trừ đấy, các bác cắm vào đây là được cộng a và cộng b và cái thứ hai là, là, cái chức năng chủ chủ yếu của cái con này công suất này ví dụ con này thì nó có ba cái chức năng ở đây anh em nhé đó là sờ teo baranel và bit Ride. sờ teo tức là khi các bác đẩy cái nút gạt này này lên sờ teo thì tức là cái tín hiệu vào cổng a đấy, vào cổng a à, vào đây các bác nhé tín hiệu vào cổng a và cổng b là nó sẽ là độc lập nhau, tức là khi ra vào độc lập rồi um, khi ra khi vào độc lập rồi thì khi ra nó cũng độc lập luôn, tức là chế độ sợi teo khi cái, ví dụ như khi các bác nghe ca một cái bài nhạc mà nó đảo loa thì thì nó sẽ có chức năng là đảo loa người ta gọi là sợi teo anh em nhé, tức là cổng A và cũng B nó sẽ ra riêng biệt. Còn cái trường hợp khi các bác gạt vào parallel này, đó gạt về parallel là gì? Parallel tức là khi các bác cấm cấp tín hiệu vào một cổng là cổng A này thì, thì cái, cái, cái 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 ví dụ từ từ vang xuống nhá đây em thấy đấy đây ví dụ từ vang này được chưa từ vang này ví dụ từ vang xuống đây các bác cắm vào cổng a tín hiệu từ vang xuống cắm cổng a khi các bác gạt sang ở chế độ paranel tức là cổng b nó cũng đã có tín hiệu rồi đúng không ạ thì các bác không cần phải tốn thêm một giây để cắm vào đây nữa và có nhiều công nhiều đẩy công suất này ví dụ con dưới nó sẽ ghi là mono anh em nhé đấy các bác nhìn nó sẽ ghi mono 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 và Paranel nó là một anh em nhé ok chưa đấy là cái là cái chức năng của Paranel Paranel tức là khi các bác cất tín hiệu vào cổng a của con đẩy con đẩy công suất này thì cổng b nó cũng đã có cũng cũng có tín hiệu luôn rồi không cần phải một dây cắm vào nữa rồi tiếp tục sang gạt nếu mà các bác gạt vào nút bright này bright đây bright tức là chập kênh À, ví dụ các bác dùng cái tu vít hoặc cái gì đó bác gạt xuống được chưa nó là bờ ra chập kênh chập kênh là gì ạ tức là ví dụ có hai con này công suất là 500 w trên một kênh đẩy hai kênh khi các bác gạt về bờ ra ấy thì là nó sẽ dồn công suất lại là còn một kênh tức là một kênh nó sẽ lên một nghìn w các bác có thể là tận dụng một con công suất uh, hai kênh thấp ví dụ 300 w chẳng hạn các đánh hoặc là 500 w một kênh thì khi các bác chập kênh nó lên 1.000 thì các bác đánh nó một con súp 50 thoải mái luôn và khi các bác gạt về bờ rai này chập kênh ấy, thì nó sẽ có có cái đấu khác nhé nó sẽ không đấu ở đây nữa nó không dùng bằng điều trích nữa mà nó dùng bằng trực tiếp ở đây các bác này nó, nó ký hiệu này bờ rai này đó. tức là cái cọc đỏ ở trên sẽ là mùa là cộng và cái cọc đỏ ở dưới sẽ là trừ đó, đó là chế độ chập kênh anh em nhé khi đánh chập kênh thì nó rất là khỏe khỏe công suất luôn còn các bác nào đánh thì ấy, còn bình thường các bác cứ để sờ teo tùy vào cái 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 cái, cái uh, mục đích sử dụng của các bác. Còn cái đường tín hiệu đây. Đấy là input này, input A và input input B, tức là gì ạ? Khi các bác cắm tín hiệu vào từ vang này, từ vang đây, đấy. Bác cắm xuống đây. Đó. Đó là input. Được chưa? Đấy cắm input. Đấy, và cái này còn đây, cắm tiếp một cổng là cổng B input. Đó từ vang vào, được chưa? Input. Khi các bác cắm vào như vậy nha Và cái nút ở nút gì rách uh, hoặc người ta gọi là nút linh ấy, à, cái cái cổng linh ở dưới đây thì tác dụng gì? Khi các bác cắm tín hiệu từ vang vào đây rồi thì bỗng nhiên ở đây nó sẽ thông nhau luôn. Đây, cổng A nó sẽ thông nhau, tức ở đây nó cũng đã có tín hiệu rồi. Mục đích ở đây là để các bác linh xuống một con đẩy công suất khác. Đấy, ví dụ em cắm vào đây xong em linh xuống con đẩy công suất này thì các bác không phải đấu dây từ vang xuống đây nữa. Đấy, nó cái trường hợp này để, để dùng cho những cái sự kiện hoặc anh em làm nhiều thiết bị được chưa? Đấy là cái cơ bản nhất mà có thể là rất nhiều bác không biết mà có những ví dụ như thằng này nó có cái chế độ này này. À em nói thêm về cái độ limiter uh, limiter này. Limiter các bác con đấy này thì các bác để on nhá. On là gì ạ? Tức là uh, giới hạn của con đấy. Ví dụ như nó giới hạn của nó là 10 thì mình cài đặt nó là 10. À, thì khi quá thì nó sẽ không quá được anh em nhé nên nó đảm bảo con đẩy công suất này luôn rồi tiếp tục sang con này này con công suất này thì nó có nhiều nút hơn nhưng mà cơ bản thì nó cũng 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 là vậy thôi ví dụ con này là là con mạch là 600 đây thì nó có chế độ là chơi 4 ôm hoặc là chế độ chơi 8 ôm à, còn con này thì nó mặc định là 8 ôm nhưng các bác đánh 4 ôm vẫn được nhé các bác nhé Ok chưa con này 4 ôm ví dụ khi khi các bác gạt ở 8 ôm khi các bác chơi một một chiếc loa về một kênh thì trở uh, kháng loa nó là vẫn là 8 ôm thì các bác gạt 8 ôm đánh thì nó sẽ bền và nó khỏe nó không bị nóng máy khi các bác đánh hai đôi loa vào một kênh khi mà đấu song song thì trở kháng loa nó xuống còn 4 ôm thì các bác sẽ chuyển sang 4 ôm này Đấy, gạt này 4 ôm được chưa mà con này thì nó là đấu mát anh em em đấu mát này con đẩy công suất nào nó cũng có một cái nguồn 48V cả Nó sẽ ra đấy Nếu mà các bác mà đi chân đất các bác sờ vào thì nó sẽ hơi tê tê Và bác nào cẩn thận thì các bác có thể đấu một cái thiết bị nào đấy một cái dây sau nó cắm xuống đất thì nó sẽ đấu mát nó sẽ mất mát luôn còn với con con trên này thì nó có ở đây luôn này đấy, nó có một cái 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 sáu ly để bắt đấu mát ở đây luôn này đấy rất là tiện luôn nha và cái um, tín hiệu đây anh em này cái này um, là 0,775 v này 1V 1 v và 1,5 v này là gì ạ nôm na để các bác dễ hiểu thì nó là gen tín hiệu đầu vào gen tín hiệu đầu vào nhá khi các bác để ở 0,775 tức là cái ghê nó là to nhất Đấy, to nhất tức là cái con suất công công suất này nó ra mồm nó con to nhất nếu các bác gạt về một v gạt về một v thì nó là ở trung bình và khi các bác gạt về không một năm v thì nó là là cái gen đầu vào nó sẽ là bé nhất của con đẩy công suất này nó tùy thuộc vào cái gen đầu vào của vang hay là của mixer ví dụ khi các bác dùng mixer thì cái gen đầu vào nó rất là lớn Đấy, bắt buộc là các bác phải gạt về cái số vôn càng lớn thì thì nó đỡ đỡ cái trường hợp là bị um, cái cái uh, âm thanh nó bị ộc vào đấy. đấy còn khi các bác dùng vang hoặc là bằng vang số vang cơ ấy, thì cái game nó cũng rất là bình thường thì các bác có thể gạt về bảy, ok chưa cái này là tùy biến vào các bác thôi đấy và cái thứ hai nó là con la 600 này thì nó có cả thêm cái chức năng đó là cắt giải tần thấp lbf đây anh em này nó là lbf nhé À, ví dụ như khi các bác mà dùng con công suất này để các bác đánh súp thì các bác gạt về LBS tức là nó cắt thêm một cái giải tần thấp cho anh em. À, ngoài khi anh em cắt trên vang các thứ rồi thì các bác có thể con này vẫn hỗ trợ anh em cắt được. Còn không thì các bác đánh loa full các bác để bay nhá, bay bát nhá. Đấy, ok chưa? Và đương nhiên lúc nãy cái chức năng này em nói như con công suất trên rồi, đó. Nó là sờ teo này, uh, mono hoặc là Paranel mono với Paranel là một nhá. Và đây là bit Đấy. Còn đấu thì ví dụ như các bác đều có thể đấu new ở đây. Uh, nếu trích đây hoặc là gặp bác đâu đây đều có cái hiệu hết rồi các bác nó đều có cái hiệu đấy hết các bác chỉ cần nhìn một chút là nó sẽ ra nhé nhìn một chút nó sẽ ra Đó, ok chưa và các bác nào mà có cái uh, chỉ tăng một thắc mắc thì các bác cứ comment xuống dưới đây cho em nhé em sẽ trả lời cho tất cả các bác ở cái uh, video này